Những năm 8X-9X, khi Internet, mạng xã hội chưa phát triển lắm, thì cuốn truyện tranh là thứ mà đa số đứa trẻ nào cũng có trong người để đọc những lúc rảnh rỗi. Một trong những huyền thoại truyện tranh ở Việt Nam là bộ truyện Doraemon. Chú Mèo Máy và Những Người Bạn đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ 8X-9X. Thậm chí sức hấp dẫn của tập truyện này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trước sự tò mò của lũ trẻ ngày nay, hay thậm chí là những người đã có gia đình. Những đứa trẻ của thế hệ 8X-9X đã từng say mê những bảo bối thần kỳ và nhóm bạn thân Nobita cùng phiêu lưu khắp vũ trụ. Tôi vừa mới đi coi bộ phim điện ảnh Doraemon thứ 42, Nobita và Vùng Đất Lý Tưởng Trên Mây. Cũng là một 9X và cũng đọc Doraemon rất nhiều lúc còn nhỏ, nên khi bộ phim này ra rạp thì tôi đi coi liền. Và đánh giá nhanh của tôi trước khi review chi tiết cho bộ phim này là nó rất hay. Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, cho dù là người lớn hay con nít thì bộ phim này vẫn sẽ cho bạn một trải nghiệm xem cực kỳ thỏa mãn. Vậy nó hay như thế nào và những chi tiết nào ẩn giấu trong bộ phim mà bạn chưa biết, tôi sẽ giải thích ở trong phần review này. Nhưng trước tiên các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký. Hành động này của các bạn sẽ giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục làm những review tiếp theo trong tương lai đó. Bấm đăng ký rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video chính nhé. Các tập truyện dài của Doraemon đa số có cùng một mô típ kịch bản, đó là nhóm bạn của Nobita và Doraemon bất ngờ phát hiện một điều gì đó bất thường. Họ tìm kiếm điều bất thường đó và trong quá trình khám phá, họ sẽ biết được những âm mưu xấu xa của kẻ ác. Sau đó tất cả sẽ cùng nhau hợp lực để tiêu diệt kẻ ác. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng nhờ cách kể chuyện của tác giả mà không có tập phim nào của Doraemon làm tôi cảm thấy bị tụt hứng. Ở phần phim này cũng vậy. Khi đọc tựa bộ phim Nobita và Vùng Đất Lý Tưởng Trên Mây, là tôi nghĩ ngay đến một tập truyện mà chắc hẳn các bạn cũng sẽ biết, đó là Nobita và Vương Quốc Trên Mây. Tuy bộ phim này cũng là một vương quốc ở trên mây, nhưng ở phần 42 này sẽ khác biệt hoàn toàn so với tập truyện trước đó. Những gì tôi sắp kể sau đây dựa trên trailer phim nên không có spoil đâu, các bạn cứ yên tâm nhé. Vùng đất lý tưởng trong phim là dựa trên các truyền thuyết từ xa xưa của con người. Đã từ rất lâu chúng ta đã từng mơ tới một thế giới hạnh phúc, nơi không có chiến tranh, mọi người sống chan hòa bên nhau mãi mãi. Đó là nền văn minh Atlantic, căn cứ trên không Mongolia, thiên đường Trung Hoa đào Nguyên Hương, hoặc có thể là hòn đảo thần thoại ở phương Bắc xa xôi Thu. Tất cả những truyền thuyết về vùng đất lý tưởng này là nguồn cảm hứng cho một xã hội có tên là Utopia. Một xã hội lý tưởng không có xung đột hay cạnh tranh do Thomas More, người Anh, viết vào thế kỷ thứ 16, một đất nước mà do ông tưởng tượng. Khi nghe đến vùng đất lý tưởng này, Nobita muốn đến vùng đất đó và trở thành công dân ở đây. Cậu không muốn mình suốt ngày cứ bị mẹ la vì bài kiểm tra lúc nào cũng bị ăn trứng ngỗng. Cậu muốn trở thành một cậu bé hoàn hảo, được sống trong niềm vui mỗi ngày. Thế là Nobita và nhóm bạn của mình lên đường tìm cho ra vùng đất Utopia, vùng đất của sự hoàn hảo. Cuối cùng họ cũng tìm ra được vùng đất lý tưởng này, nhưng với một cái tên khác, đó là Paradapia. Chỉ với 400 người sinh sống trong một hệ sinh thái lưỡi liềm lơ lửng trên mây, được bao phủ bởi một lớp bảo vệ chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, cũng như khiến cho nó tàn hình để không bị phát hiện. Nghe rất giống vương quốc trên mây đúng không? Thứ đặc biệt giúp cho mọi người trong đó hạnh phúc chính là ánh sáng nhân tạo mà ba vị hiền triết đã tạo ra, giúp cho đất nước của họ luôn hạnh phúc và hoàn hảo. Thứ làm cho Doraemon luôn hấp dẫn người xem đó là đưa chúng ta hòa vào nhóm bạn của Nobita, là một thành viên của nhóm bạn, cùng nhau khám phá những vùng đất xa lạ mà cả người xem lẫn những nhân vật ở trong phim đều không hề biết tới. Đây là phần ưa thích nhất của các bạn nhỏ, vì các bạn sẽ được nhìn thấy những hình ảnh tuyệt đẹp mà thế giới Doraemon vẽ ra. Ngay cả bản thân tôi còn cảm thấy hấp dẫn nữa, huống chi là các bạn nhỏ. Chính phần này sẽ là tiền đề đưa cảm xúc của chúng ta lên cao khi vùng đất có biến động gì đó ở sau phim. Cách xây dựng thế giới trong phim của Doraemon luôn thành công với công thức này, vì luôn kể rất chi tiết các vùng đất xa lạ qua nét vẽ cũng như lời kể của các nhân vật trong phim, khiến cho chúng ta tin là thế giới này có thể có thật ở ngoài đời dù nó chỉ là tưởng tượng. Từ đó chúng ta sẽ có cảm xúc hơn khi xem phim. Những đứa trẻ xem phim sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của vùng đất xa lạ, tình bạn gắn bó của nhóm bạn Nobita và những màn đánh nhau với kẻ xấu để bảo vệ công lý. Riêng người lớn chúng ta, ngoài những thứ vừa kể trên thì bộ phim cũng mang đến một thông điệp mà khiến ai khi xem phim cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng hoàn hảo có thật sự là tốt hay không? Câu trả lời là không có gì là hoàn hảo cả. Và nếu có thì thật sự nó cũng không hẳn là tốt. Trên cuộc đời này không có gì là hoàn hảo. Chúng ta là con người, có khi phạm sai lầm, có khi nói láo, đó đều là những thứ không tốt, nhưng đó mới chính là con người. Con người chúng ta có hỉ nộ ái ố, có giận hờn, buồn bã, có trái tim, có cảm xúc. Bạn không thể lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, phải có đau đớn, phải có buồn bã xen lẫn vào đó. Chính những cảm xúc này sẽ khiến bạn trưởng thành hơn, khiến bạn mạnh mẽ hơn để đối đầu với những sóng gió của cuộc đời, để khi bạn đạt được một thành tựu nào đó, niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp nhiều lần và bạn sẽ biết quý trọng hơn rất nhiều so với việc cuộc sống quá hoàn hảo và dễ dàng. Càng dễ dàng đạt được thì sự trân trọng của thứ bạn dành cho thành tựu đó sẽ càng hời hợt. Thứ mà tôi sợ nhất khi coi phim Doraemon, mà tôi nghĩ là các bạn cũng sẽ suy nghĩ giống tôi, đó là sợ khóc khi coi phim.
Phim Doraemon luôn biết cách lấy đi nước mắt của khán giả bất kể độ tuổi nào. Bộ phim này cũng làm tôi rơm rớm ở cuối phim. Ở cảnh này thì tôi thấy mấy đứa nhỏ nó gào thét ở trong phim dữ lắm. Cái đó là cảnh gì thì các bạn có thể xem phim để biết nhé. Tôi mà nói ra ở đây thì coi như là spoil phim rồi. Nếu các bạn có dẫn con nhỏ đi theo thì cho tụi nhỏ coi bản lồng tiếng nha. Đội ngũ lồng tiếng đã từng lồng tiếng cho series phim Doraemon ở trên HTV3 nên sẽ rất gần gũi với tụi nhỏ. Nói tóm lại, đây là một bộ phim đầy nhân văn và ý nghĩa, không chỉ cho con nít mà người lớn cũng học được nhiều điều từ bộ phim. Sắp tới ngày 1 tháng 6 này, nếu không biết dẫn con đi đâu chơi thì các bạn có thể dẫn tụi nhỏ tới rạp xem phim. Còn ai không có đứa nhỏ nào thì cũng đi xem luôn để có thể trở về những cảm xúc khi còn nhỏ, khám phá những vùng đất mới cũng như học được những bài học mà bộ phim mang tới. Và đó là toàn bộ review của mình về bộ phim Nobita và vùng đất lý tưởng trên mây. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký để khi nào kênh mình có video mới thì YouTube nó sẽ thông báo cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này bổ ích thì các bạn có thể nhấn like để ủng hộ mình. Hoặc nếu các bạn muốn ủng hộ mình bằng một cách thiết thực nhất thì các bạn có thể donate cho mình dựa theo những cái thông tin mà mình có để ở phía dưới phần mô tả. Rất cảm ơn các bạn đã xem tới đây của video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review phim khác của mình. Bye bye.